chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại sửa chữa laptop tốt hay thì rồi vào buổi sáng. Các bạn nào có câu hỏi về trục trặc laptop thì hãy gửi lên đây, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn từ xa nhé. Các bạn nào làm các công việc văn phòng mà bận rộn quá có thể liên hệ với bên mình để bên mình cho người đến xử lý tại nơi, giao nhận hàng tại nơi. Bên mình có dịch vụ giao nhận hàng tại nơi sử dụng cho khách hàng. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ bên mình hoặc là hãy gửi tin nhắn hoặc gửi câu hỏi lên đây, bên mình sẽ hỗ trợ online, hỗ trợ từ xa cho các bạn. Với thế mạnh một đội ngũ kỹ sư tận tâm yêu nghề, phục vụ tận tình với khách hàng, với thế mạnh nữa là được khách hàng được quan sát trực tiếp tất cả các quá trình xử lý của nhân viên, công khai minh bạch, nhanh chóng, giá cả hợp lý. Xin chào bạn Hoàng nhé. Bạn nào online hãy cho mình một comment, một trái tim để ủng hộ bên mình nhé. Các bạn nào có câu hỏi hãy comment lên đây hoặc là mình sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất đến các bạn. Sửa chữa tăng tốc 24 giờ chuyên lâng cấp cấu hình, lâng cấp RAM, lâng cấp ổ cứng lên SSD, cài đặt và xử lý các sự cố về phần mềm, xử lý các sự cố về phần cứng của laptop, của PC, của MacBook. Bạn nào có bận rộn quá công việc văn phòng hoặc các công việc gia đình, hãy comment hoặc liên hệ với mình. Với mình sẽ cho người đến tận nơi lấy máy về xử lý và trả máy tại nơi và không phát sinh thêm chi phí giao nhận. Tất cả các thiết bị linh kiện được ký nhận và chụp lại ảnh đánh dấu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.